quận Cái Răng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại phường Tân Phú. Ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự. Dịp này, ở quận Cái Răng có mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bê và 6 gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ xây nhà mới. 3 gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ sửa chữa nhà. Tổng chi phí hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà tình nghĩa là gần 700 triệu đồng từ nguồn vận động. Ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên đôn đốc, tháo gỡ khi có khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công. Đối với đơn vị thi công, quan tâm đảm bảo chất lượng, quy cách, chung sức thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương.